Ok. Ok, hello chào bạn, mình tên Quang Dũng. Ok, hello chào các bạn. Ồ, bạn kia. Cũng mày. Tôi đưa mày này. Xin chào mày. Dạ, chào anh, chào các bạn. Chào các bạn. Ok. Các bạn, dạ. Ok bạn, chào các bạn đến với channel Quang Dũng Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. À, ngày hôm nay là mình đến để mà ăn sinh nhật của bác trưởng thôn mọi người. Hôm nay là bác trưởng thôn là sinh nhật lần thứ 60. Là hôm trước có nói đấy. Thì hôm nay thì mình đến để mình xem là bác ấy có chuẩn bị đồ ăn gì cho mà gọi là để mời mình đến ăn chưa. Có mẹ. Buenas tardes. ¿Ya comenzaron? Ah, ya comencé. ¿A dónde? Aquí mismo. Ya preparé fuba. ¿A dónde? La señora fue en la vila, fue a comprar fuba, pesce. Ahí está la fuba. La fuba está ahí dentro. Ah. Botare, botare. Sí. Fisi, ¿no? Sí. Vamos a hacer festa hoy, ¿no? Sí. Fuba aquí, ¿so agis? Ah, eso es. ¿Sega? Ya, chega. Porque eso... Eso mismo con la familia. Familia. Ya, porque ahora... no tengo más nada para convidar a mucha gente. Ah, ok. Ah, sí, ahora, sí. Ahora, Bessi ya fue a comprar, ¿no? Ah, señora fue a comprar peixe. Ah, ok. Ah. Ah, voy a ficar aquí a comer aquí hoy. Ah, está bien, no es muy eso. Ya, ok. Sí, sí, sí. Mas, ya, ¿cuál es eso? Ah, está bien. Bueno, thì, ngày hôm nay thì mình vào đây. Thì mình cũng muốn cùng... cũng lâu lắm rồi mình cũng không có tổ chức nấu ăn uống cho người dân bản mọi người. Thì cũng nhân dịp là hôm nay là sinh nhật của bác trưởng thôn thì gọi là mình lấy cái cỡ này thôi. Thế cho chủ yếu là mình sẽ để nấu ăn cho tất cả mọi dân bản là cũng lâu như bây giờ là cũng đến cái giai đoạn cũng gần đói mọi người, cũng hơi đói một tí thôi. Thì để bác ấy là mời toàn bộ dân bản đến để sẽ là tổ chức một bữa tiệc. Você agora eu já foi comprar coisa. Ah, yeah. Agora foi comprar muita coisa aqui. Muita coisa aqui. Para a festa? Okay. Isso é para a minha festa? Já, yeah, para a tua festa. É, muito obrigado. Já, yeah, tá bom. Agora muito você obrigado. Tem que chamar mais pessoas aí. Tá bem, vizinho, tá bem. Coisa. Uh-huh. Depois você chama, já? Yeah? Ah, tá bem. Ok. Tá bem, tá bem. Aí. Chắc là một lần mình... Dạ, yeah, tá bom. Mete para cozinhar, já? Yeah? Chama pessoas com minha. Isso. Já, veste aqui também. De faca, tudo, tira. Ô, bạn ấy thì... Vem tirar coisa. Mình gọi là cũng... muốn là gọi là cũng không cũng, cũng không phải là nấu ăn để mà tổ chức bạc trưởng thôn mọi người, chủ yếu là muốn nấu cho toàn bộ người dân bản cũng như là các em nhỏ này. À ôi giờ phải có mẹ Frank của em ta đây. Dạ ta bỏ vai số cô gì à gọi là tia lại ra pa cô gì nha. Giờ gọi là bố sẽ vai số empresa mesa. À ta bem. A mesa tudo para meter lá aqui. Para fazer minha festa aqui. Tá bem, tá depois bem. Vamos, vai lá para tirar mais aí coisa, é? Abacaxi. Já tá bom. Tá. Abacaxi. Sim, sim. Sí. Já tá bom. Agora já chama essa. Chama minha pessoa, já? Hoje festa para papá, já? Tá bem. Para comer. Tá bem. Você bem. Agora, não esquece, agora vai só avisar tudo. Sim, sí, sim. Sí. Não mete na mesa mais, mete. Já, tira, já tá bom. Já. Já, hoje você vai só avisar, tá. Mais velho, criança, tá. Sim, sim. Vem só mesmo para comer, papai, você vai se festa aqui. Tá bem, já? Tá bem. Đấy, bây giờ là một cái đùi gà như này, có thể chặt trả được khoảng tầm khoảng là 10 miệng. Đấy, có thể là để cho hai người ăn mọi người, hai ba người ăn đấy. Mà bây giờ một cái thùng này là tầm khoảng 50 cái. 50 cái là được khoảng 100 người ăn, và bên này một thùng là tầm khoảng là 200-300 người ăn đấy. Agora, corta só quem pequeno assim, sabe, né? Já corta pequeno, depois cozinhar bem. Tem também simbola, tudo aí, depois de cozinhar. Já? Essa aqui, já, tira bem isso. Já, ok. Thank you.
trong các bữa tiệc, trong các gọi là các bữa tiệc cũng như là các ngày lễ hội lớn của bản thì sẽ là có cái đầu này. Nên hôm nay cũng sẽ có cái con này là cơm tạm thời nấu bán thôi. Còn một bầu rùi gạo này thì sẽ nấu nuôi chó này mọi người. Hôm nay là cho toàn bộ dân bản đến ăn luôn. Đấy. Ai sẽ bán đây là la ta mấy tên mấy tên đi. Ok, dạ ta bộ. Sao hai con à? Arigato. Ok bạn, đây bây giờ là cái bánh kem này, bây giờ là mình đã làm đã ở ngoài thành phố và đặt mua cho bác trưởng thôn từ hồi trưa. Bây giờ là buổi chiều là xong rồi. Bây giờ là cơm nước tất cả mọi thứ đều là chuẩn bị xong rồi. Thì bây giờ là cùng với các con cháu của bác trưởng thôn đi vào để mà mang quà vào cho bác trưởng thôn nha. Dạ vâng, vâng dạ. Vâng dạ. À go là vâng, vâng vâng. Vâng cùng mẹ. Vâng cùng mẹ. Parabéns. Parabéns, parabéns. Tá pronto. Cuia, cuia. Já, tem mais. Tem mais, povo. Vai ter aqui, não vai ter aqui. Vamos mais. Tudo bem, né? Já vai. Cumprimentar, cumprimentar, cumprimentar. Já, tá bom. Caminho. Opa, essa aqui fica só atrás, já. Já, como é? Tudo fica aqui próximo para cantar um pouco. Já, é assim. Hoje é uma festa para ter uma tia. Então eu também a comprar mais coisas, arroz, de frango. Outra coisa, para tudo o povo também, para dar comer hoje, hein? Yeah. Agora, tem uma tia ainda fala uma coisa. Yeah. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus yeah. e o grupo vietnamita que está a realizar a minha festa.
Estou muito alegre com esta festa, porque desde que nasci, ainda nunca fiz uma festa igual a esta. Mas o grupo vietnamita pensou que o senhor Matias Samuchuca vamos realizar uma festa. Estou muito alegre, estou muito contente. Muito os meus obrigados. Agora, vela. Vai jogar vela. Agora vamos soprar, cantar, já? Parabéns para ti, Matias. Tá no código. Canta, começa. Por favor. Já, tá bom, né? Sim. Já, vamos cantar aí para parabéns. Parabéns a você nesta data querida. Com força. Ok, agora só um abraço. Ok. Vai na cabeça. Não, deixa. Agora vamos sujar. Ah, é. Nós vamos fazer bolo. Não, espera, não sujar, vai. Já, tá bom. Tem uma pequena mensagem. Ah, ok. A mensagem? A do filho, né? Sim. Ok. Aí. Todos terminado ao pequeno almoço. Hoje celebro os meus 60 anos de idade, feito de muito trabalho. Não é fácil atingir esta idade. Os homens alcançam o sucesso quando eles percebem que os seus filhos, família, amigos, dar certo, obrigado pela forma que cada um me trata, tudo estou aqui. Eu sou, dou graça à minha querida mãe, Laurinda e Antônio, que me cuidaram, me protegeram, que o Senhor esteja com eles. Hoje não estão aqui, mas sei que então, vai me atrapalhar, então orgulhoso de nos verem em toda a minha vida, e que vós vos proteja de dia, de noite. Feliz aniversário e um belo. Tá bom, já agora posso sentar para servir, para comer já. Já? Para ficar já. Música, passa aí. Ok. Já agora, já. Você senta aqui. Ok. Um pouco só, primeiro, só três aí. Para meter só lá. Moça, vem. Já. Moça, tá? Moça, vem, dois, três, moça. Ajuda aqui. Các bạn thì thật ra thì ngày hôm nay là một ngày của bác trưởng thôn, nhưng mà mình cũng lấy cái lý do này để mà có thể tổ chức cho người dân bản một lần, có thể được ngồi lại với nhau và tổ chức một bữa tiệc này cho tất cả người dân bản mọi người. Bây giờ sẽ lấy cho các người già trước, cũng như sau đó các em nhỏ, cũng như là các cô chú anh chị, và sau đó thì và hôm nay sẽ quẩy đến tụi nuôi, mình sẽ để cái loa lại đây và sẽ để cho mọi người là ca hát nhảy múa cùng với nghe vui của bác trưởng thôn. Dạ, tao bộ. Dạ. Em đâu coi rồi. Mama, tá aqui. Ok, vou comer bem, já? Ok, já. Thế mọi người, bây giờ là cứ lấy như này thôi. Và các chị sẽ lấy cơm rất là nhiều. Sau đó để các em nhỏ. Đấy, dạ, mình mấy tay xô. Rồi, dạ. Tá aqui. Comigo. Dạ. Oh, tá aqui, đi kìa. Ok, dạ. Uma pessoa que fica aqui vai tirar isso. Aí. Thank you.
Yeah.